Rồi tiếp tục nha các bạn, chào. Hôm nay quay cái ổi các bạn xem, nó nhiều trái lắm. Mấy cái trái này nó ra trước đây, cách đây cũng gần mấy tuần rồi, nhưng mà hôm nay nó lớn hơn thì quay cho các bạn xem. Quay cho các bạn xem những trái của nó quá trời trên cây luôn, là nguyên cái cành này thôi, nguyên cái nhánh này thôi á, là cũng mười mấy hai chục trái đó. Thì ngoài ra những cái nhánh bên kia nó nhiều lắm, trời luôn. Hôm bữa có kéo xuống một nhánh này, các bạn thấy không, nó gãy rồi, nó gãy mà nó đang vàng lá hết rồi. Còn ngoài ra thì những cái nhánh là mình không kéo xuống, nó không có gãy á. Ổi này, cái ổi này nó, cái nhánh cây nó rất là giòn, mình kéo xuống để mình bọc lại mà nó gãy. Đó, nguyên cái nhánh này thôi mà mười mấy trái các bạn, 20 trái có, nó trời luôn. Còn những cái nào mình bọc được gần gần ở đây mình bọc nè. Hôm bữa kéo cái nhánh nó xuống nè, cái nhánh nó có mấy trái nữa nè, mấy trái nữa, không biết nó có lớn nổi hay không. Thì nó bị gãy rồi, không biết nó còn nuôi được cái trái này hay không. Mình vẫn quán đệ đó, xanh lè. Ngoài ra là những cái nhánh khác nè, cái nhánh gãy của nó thôi cũng mười mấy trái á, biết đâu những trái nhỏ nhiều. Còn những cái trái khác còn lại mình với tay mình bọc được đó. Những cái trái gì? Còn những nhánh bên này là bó tay rồi, thua rồi, không biết cách nào để có thể bọc được. Bọc được thì mình sẽ ăn được cái trái đó, có mấy trái lớn rồi. Bên kia nữa, bên kia có mấy trái lớn đó. Đó, nhánh này quay lại cho các bạn xem, quá trời trái luôn. Trái này muốn chín, hướng về ánh nắng chín.